Hôm nay mời quý vị và các bạn đến thăm chợ cá Lưu Sơn Tính nằm trên đường Trần Hưng Đạo. Đây là góc đường Trần Hưng Đạo và Châu Văn Liêm. Từ góc đường này, từ đường Châu Văn Liêm, quận 5, bạn rẽ vào đường Trần Hưng Đạo đi khoảng chưa tới 20 mét là tới chợ cá Lưu Sơn Tính. Đây là chợ cá lợn cảnh lớn nhất thành phố, chuyên bán sỉ các loại cá. Cá được vô sẵn mấy cái bịch lớn để khách đến mua. Có nhiều loại cá như là cá ba đôi, cá ly thia, cá bảy màu. Có nhiều loại cá khác. Đây là bịch cá, có nhiều loại cá đủ các loại màu như màu xanh, màu đỏ, màu vàng. Cá bảy màu nhiều bịch vậy? Bịch à, bịch à đâu, bịch nhỏ nhỏ thì vừa là khoảng bao nhiêu tiền? Rẻ tiền thôi, để nhà thường thường đây để chống mũi luôn đó. Đâu, bịch đó nhiêu tiền? Xe là 100 ngàn. Hàng Hải Huê ở đường Lưu Sơn Tính, một cái đường nhỏ thông ra đường Trần Hưng Đạo.
đây quý vị và các bạn có thể mua các loại dụng cụ nuôi cá như là hồ cá, các loại rong biển, rong bằng nhựa, cái nệm bằng nhựa, thức ăn cho cá, có máy tạo khí. Anh đếm hết tay coi đỏ luôn đi, hết màu vàng luôn. Cá ở đây thường bán sỉ vào bao lớn, sau đó để giá bên ngoài để khách hàng đến lựa chọn. Bác đang lựa chọn cá. Khu chợ cá cảnh Lưu Xuân Tính, phường 10, quận 5. Đây là trung tâm văn hóa nằm trong cái khu chợ đó.
một gian hàng cá cảnh trên đường Lương Lưu Xuân Tính. Lưu Xuân Tính cửa hàng này bán phụ kiện nuôi cá. Các loại bèo nuôi cá. Thức ăn dập cá. Đây là cá chưa kiến. Bịch cá bảy màu kia nhiêu tiền anh? 500 con là 150, 50 con 75 ngàn. Bịch đó bịch 100 con á chị. Bịch cá đó 100 con 150 ngàn. Thank you.
Ba màu đầu đỏ. Đường lưu Xuân Tính nối liền giữa đường Hưng Đạo, đường Trần Hưng Đạo B ra Bưu Điện quận 5. Bên kia là Bưu Điện quận 5. Và bên kia là cầu Chà Và đi về quận 8. Đường lưu Xuân Tính là một con đường nhỏ giống như một cái hẻm ngắn, cái bề dài khoảng 150 mét, nối giữa đường Trần Hưng Đạo B quận 5 là Bưu Điện quận 5.
Đây là đường Trần Hưng Đạo B, quận 5, quận 11, đối diện nhà hàng Ái Huê. Đường Trần Hưng Đạo B là đường một chiều đi từ Sài Gòn về quận 5. Dưới đó từ Châu Văn Liêm, Trần Hưng Đạo, bạn xuống xe và dắt bộ một đoạn khoảng 20 mét là tới nơi. Thì đường này nó một chiều nha các bạn. Tới Sa Công Bằng là nhìn về phía trái là đường Trần Hưng Đạo B. Cuối đường là ra Bưu Điện quận 5. Đường này dài khoảng 150 mét, nó như một cái hẻm. Hai bịch cá, bịch này là bịch cá bảy màu, mái 100 con 50 ngàn, và bên này một bịch cá bảy màu đực 100 con 100 ngàn, tổng cộng 150 ngàn hai bịch. Mỗi bịch 100 con.